Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, lịch sử còn thì tổ quốc còn, văn hóa còn thì dân tộc còn. Khẩu hiệu hô lên cũng hay đáo để. Dân thấy ngụy sử còn hôn ngang, văn hóa động vật ngày càng rực rỡ. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Tổng kết thành tựu của năm 2023, sướng thật, bài viết của Văn Tùng. Sau một năm chiến đấu với nhân dân, thì cuối cùng các nhà chế tạo giáo dục học đã hạ đo ván toàn bộ dân đen bằng cách đưa môn lịch sử thành một hình thức lựa chọn tri thức giáo khoa thống nhất của đất nước bị biến thành nhiều miếng bánh khác nhau ai thích chén miếng nào thì cứ tự do mà gấp bộ giáo chỉ quăng chữ ra và thu tiền sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi thật là biết làm ăn cũng nhờ sáng tạo thần kỳ của bộ dục mà giáo viên có cơ hội thẩm định ngược kiến thức của những người đang cầm đầu mình. Một sự đổi mới kỳ diệu đến từ sao hỏa. Các nhà chế tạo lịch sử cũng quyết liệt tấn công sự thật không kém. Thành tựu của họ là đã biến ngụy quyền thành chính quyền, biến ngụy quyền thành Việt Nam Cộng Hòa và gọi tên trùm bán nước là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Thì nay họ thừa thắng sông lên, gọi luôn Nguyễn Ánh là nhân văn và chứa đựng tinh thần dân tộc hải chưa công lao của các nhà sử học với ngụy quân ngụy quyền thật là to nhớ à quên chỉ có ngụy mới gọi trùng ngụy là tổng thống việt nam cộng hòa thôi nhỉ chỉ có đồng bọn của đứa bán nước mới tôn vinh trùng đào mã là nhân văn thôi chứ các sử gia đúng là học trò của ngụy học trò của nguyễn ánh đào mã thật đúng là hiếu học chưa hết năm nay cũng là năm mà các sắc phục lính Mỹ, lính ngụy hung hăng diễu võ ở ngoài đường mà không có cơ quan nào nhìn thấy. Phải chăng các quan xem phim dây AV nhiều quá nên thị lực bị che mờ? Bộ phim Đốt rừng phương Nam cũng là một thành tựu vĩ đại của các nhà quản lý tư tưởng văn hóa. Lần đầu tiên, các quý ông đã chế tạo được một đám thổ phỉ buôn thuốc phiện thành lá cờ đầu kháng chiến chống Pháp chứ không phải là Việt Minh. Bác Ma Tàu lần này vẽ vang tột độ vì không ai ngờ các nạn nhân thuốc phiện lại đưa bác tới đỉnh vinh quang như thế này. Cũng nhờ bộ phim vĩ đại này mà lần đầu tiên học sinh được trải nghiệm lịch sử nhờ coi phim Bác Ba Tàu đánh giặc, bảo vệ Việt Nam. Các nhà khai sáng, học, thật đúng là dũng cảm. Một thành tựu khổng lồ nữa là các nhà khai phóng học đã có những sản phẩm rất đột phá. Lần đầu tiên các em dùng dép để thi nhau dạy dỗ thầy cô. Thật mừng là cho đến ngày 28 tháng 12 2023 thì các em hình như đang có công chứ không có tội. Vui chưa? Qua bao nhiêu thành tựu nở hoa rực rỡ như vậy, nhưng từ vua đến quan được đột ngột cấm khẩu cả loạt. Có lẽ các ngài làm việc giường chiếu nhiều quá nên ngại nói vì sợ anh em họ buồn. Các nhà văn hóa cũng thi chuyển võ công không kém. Năm 2023, một lần nữa ngành hoa hậu cũng đặc biệt bội thu. Nghe đồn là giá vé tàu nhanh cũng được khoảng 200 củ. Thành tựu này đố nước nào làm được. Lần đầu tiên, một đại sư văn hóa tuyên bố dỗ tổ là dỗ cái con đầu bồi. Cũng trong năm 2023, thì kỷ lục quyệt của quý và âm vật được chế tạo để rước. Thật đáng nể. Cha ông người Đông Lào thật là cổ hủ khi kiềm chế thú tính của con người bằng cách không phát tán những trò chơi phản cảm. Còn vua quan ngày nay lại để cho bên dưới khuếch trương chưa từng có những đồ chơi chỉ có trong phim Con Heo khuếch trương cực đại bảo tàng trọi châu để mua vui. Thật là sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Trong đó có cả sáng tạo đưa con người tiến hóa cao ngang với súc vật. Năm nay cũng là một năm rất được mùa văn hóa ngửi lỗ hán Hàn Quốc làm vinh và tự hào chối bỏ cha ông để đú theo quả đen nước chúa lịch sử còn thì tổ quốc còn văn hóa còn thì dân tộc còn khẩu hiệu hô lên cũng hay đáo để nhưng thấy ngụy sử còn hung hăng văn hóa động vật ngày càng rực rỡ hy vọng là các bác sẽ đem ngụy trở về và đưa cả muôn dân sớm trở thành loài vật